Kỹ sư IT lỡ vứt ổ cứng trị giá 247 triệu đô, phải sới tung 300.000 tấn rác thải để tìm lại kho báu. Kỹ sư IT người Anh James Harrods sống tại thành phố Newport, Wales đã vô tình vứt bỏ chiếc ổ cứng chứa 7.500 Bitcoin của mình trong một lần dọn nhà vào năm 2013. Thời điểm đó, giá Bitcoin chỉ khoảng 130 đô la Mỹ. Hiện tại, Bitcoin đang ở mức 33.000 đô la Mỹ trên đồng, tức là chiếc ổ cứng đó trị giá 247 triệu đô la Mỹ. Được biết, kỹ sư người Anh này đã bắt đầu đào Bitcoin vào năm 2009 bằng laptop cá nhân. Tới năm 2013, sau khi dừng đào Bitcoin, tôi đã bán chiếc laptop này trên eBay. Nhưng tôi vẫn giữ lại chiếc ổ cứng chứa Bitcoin để lỡ một ngày nào đó tiền ảo này tăng giá. Tuy nhiên, vào giữa năm 2013, trong một lần dọn nhà, House đã vứt nhầm chiếc ổ cứng đó vào thùng rác tại bãi xử lý rác gần nơi ở. Mãi đến khi trong cơn sốt Bitcoin đạt đỉnh đầu tiên vào cuối năm 2017, House lập tức lên kế hoạch sới tung bãi rác của thành phố để tìm lại ổ cứng đã mất. Tuy nhiên, kế hoạch này được cho là vô cùng khó khăn và tốn kém. Mới đây, anh chia sẻ một kế hoạch kéo dài trong ít nhất là 12 tháng để tìm lại kho báu trong bãi rác của thành phố Newport bằng cách sử dụng thiết bị quét tia X và công nghệ trí tuệ nhân tạo AI chuyên dụng. James cho biết kế hoạch của anh đã được một quỹ đầu cơ giàu có hỗ trợ chi phí và các thiết bị liên quan. Đổi lại, nếu tìm được ổ cứng, James sẽ phải chia một tỷ lệ Bitcoin nhất định cho họ. Mặc dù vậy, anh vẫn gặp trở ngại từ phía hội đồng thành phố. Họ bác bỏ đề nghị của anh, bất kể anh hứa sẽ tặng thành phố bao nhiêu tiền đi chăng nữa. James nói với The Sun, từ khi tôi đưa ra lời đề nghị với họ từ tháng 1 năm nay, giá Bitcoin đã thay đổi lên xuống thất thường. Nếu chúng tôi có thể tìm lại ổ cứng thất lạc, nó sẽ đem lại khoản tiền 247 triệu đô la Mỹ. Đây là một cuộc tìm kiếm hoàn toàn có lý, chứ không đơn thuần là việc ai đó đi vào các bãi rác để đào bới lung tung. Chúng tôi có một hệ thống với nhiều băng tải, thiết bị quét TX và thiết bị quét AI được thiết kế để phát hiện ra những đồ vật có kích thước tương tự với chiếc ổ cứng. Mọi thứ sẽ được tiến hành cẩn trọng vì chúng tôi không muốn làm hỏng ổ cứng. Tôi đã nói chuyện với nhiều chuyên gia và kỹ sư trong ngành để đảm bảo rằng tất cả được thực hiện một cách chính xác và an toàn cho môi trường. Trong 4 năm tháng vừa rồi, tôi cũng trò chuyện với một số chuyên gia khôi phục dữ liệu giỏi nhất trên thế giới để đảm bảo toàn bộ số Bitcoin trong ổ cứng được lấy ra bình an vô sự. Tuy không chắc chắn, nhưng tôi vẫn có niềm tin rằng nó vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, càng để lâu, cơ hội sẽ càng nhỏ đi. James đã nghiên cứu các bức ảnh chụp từ trên cao của bãi rác thành phố và tin rằng ổ cứng của anh nằm trong một khu vực rộng khoảng 200m² và sâu 15m. Chúng tôi ước tính có khoảng 300.000 đến 400.000 tấn chất thải cần được đào bới và kiểm tra để tìm ra chiếc ổ cứng. Được biết đến nay, những người đứng đầu hội đồng thành phố vẫn không chấp thuận kế hoạch của James và khả năng cao là cũng không cho phép anh trình bày dự tính của mình với các quan chức khác.